Thần tài báo mộng, năm con giáp hút trọn lộc trời. Sau ngày mùng 2 tháng 9, vận đỏ hơn son, đổi đời giàu có, tiền tỷ trong tay phát tài nhờ chúng lớn, trả sạch nợ nần sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói trời sinh mỗi người một số mệnh và trên đời này có những người sinh ra đã được an bài sẵn, số mệnh cực kỳ là tuyệt vời. Dù ai có khó khăn thế nào thì cũng không cần biết, còn cuộc sống của họ thì vẫn cứ thăng hoa và viên mãn. Luôn có quý nhân giúp đỡ, tương trợ, thần Phật trao cho nhiều cái cơ hội đổi đời, gặp được những cái thời điểm cát tinh nó chiếu mệnh, cũng sẽ giúp cho cuộc sống được thuận lợi hơn, tài vận thì vô cùng được khởi sắc, giàu sang sung sướng đến hết cuộc đời, khiến cho thiên hạ phải đỏ mắt về ghen tị. Thưa quý vị, và trong cái ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch với cái vận khí phơi phới của cái ngày nghỉ lễ và những cái may mắn nó cũng vẫn kéo đến với những con giáp này sau ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch, thì các chuyên gia tử vi học phương Đông cũng cho biết cái thời điểm sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch chứng kiến những cái chuyển mình mạnh mẽ kỳ diệu của cuộc sống, mà năm con giáp may mắn này cũng chờ đón những cái bước ngoặt ngoạn mục của mình khi mà tài lộc và vận may bắt đầu gõ cửa đến nhà của các bạn và sẽ biến họ thành những cái ngôi sao sáng về mọi mặt trong cuộc sống. Vận may đáng kinh ngạc này cũng sẽ đưa họ phi nước đại về phía trước, hưởng thụ một cuộc sống giàu sang và thịnh vượng. Vậy làm thế nào để ôm trọn cái thời cơ thăng tiến như vũ bão? Và những con giáp nào sẽ là những con giáp được hưởng cái trọn cái lộc trời ban may mắn như vậy? Ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay để quý vị có thể nắm rõ hơn được cái vận may hiếm có đến với mình các bạn nhé. Thưa quý vị, sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, con giáp may mắn đầu tiên được thần Phật che chở độ mạng và có cơ hội trúng số giàu sang đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất luôn cảm thấy mình tràn đầy cái năng lượng trong cái ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch này. Nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng được nâng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây cần phải vài tuần mới có thể là làm xong thì bây giờ các bạn chỉ xử lý trong một nốt nhạc. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cũng hứa hẹn tháng trong thời gian này cũng là lúc mà mang lại cho những người tuổi Tuất vô vàn những cái ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhưng mà các bạn hãy cẩn thận xem cái vấn đề nó bắt đầu từ đâu. Cái việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến cho các bạn trải qua những cái cảm giác thất vọng và dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái tỷ kiên nó cũng nhắc nhở các bạn đừng có cố làm hài lòng tất cả mọi người nữa. Điều này là nằm ngoài cái khả năng của các bạn. Trong mọi việc các bạn có thể đưa ra cái ý kiến, nhưng mà đừng gì tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe theo cái ý kiến của mình. Dù sao thì họ cũng đang tham khảo ý kiến, quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người sẽ ghen tị với cái thành công của các bạn trong thời gian này, nên là họ sẽ bắt đầu đặt điều nói xấu sau lưng hoặc là thậm chí xoáy sâu vào cái lỗi lầm của các bạn trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc là trục lợi từ đó. Như quý vị đã biết, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó với những cái trường hợp, với cái tình huống như thế. Các kỹ năng và cái khả năng của các bạn sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn giải quyết công việc một cách hiệu quả. Các bạn có khả năng phá vỡ những cái quan điểm đã đeo bám trong suốt thời gian vừa qua và tận dụng cái cơ hội để tiến mình lên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó cũng sẽ khiến cho cái hung tinh nó bị suy giảm, và trong thời gian này cái vận may của những người tuổi Tuất cũng đang được tăng lên. Các bạn không chỉ thoát khỏi cái tình trạng khó khăn mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm đầu tư một cách khôn ngoan. Cái thành quả lao động của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng đã được khẳng định và thu về những cái kết quả cực kỳ là tốt đẹp. Các bạn có thể không cần phải lao tâm khổ tứ quá nhiều, nhưng mà vẫn có tiền đầy tay. Sự thật là những người tuổi Tuất rất là chăm chỉ trong cái việc kiếm tiền, tăng thêm cái thu nhập cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ là lúc để các bạn biết đâu là cái hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình hơn. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà các bạn có thể kiếm tiền thông minh hơn. Nói chung ấy, có thể nói thời của các bạn đã tới, do đó các bạn hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu như mà ai đó muốn buôn bán kinh doanh hay là mở rộng cái quy mô công ty trong thời gian này thì các bạn cũng nên tiến hành ngay nhé, vì cái thời thế nó đang thuận lợi.
Thêm nữa, trong thời gian này, cái tình cảm của những người tuổi Tuất cũng được phát triển rực rỡ. Những cặp đôi đã từng giận hờn thì cũng có cơ hội để hàn gắn lại cái tình yêu thương lại với nhau. Một số người độc thân thì cũng đang thầm cảm mến một ai đó, thì quý vị hãy dũng cảm lên, tiến về phía trước. Khi mà tín hiệu đèn xanh được bật thì quý vị cũng đừng ngại ngần gì nữa. Vậy nên trong thời gian này, để tăng cường cái vận trình nhân duyên và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Đó là những người tuổi Tuất, vận trình của những người tuổi Tuất con giáp may mắn đầu tiên sau cái ngày mùng 2 tháng 9. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì cái vận may cũng sẽ tìm đến với những người tuổi Hợi. Đặc biệt là trên phương diện tình cảm thì những người độc thân cũng có thể đón nhận cái hạnh phúc về mình. Trong thời gian này thì cái đào hoa nó nở rộ, đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Hợi sau thời gian mùng 2 tháng 9 dương lịch ấy, nó cũng tiến triển rất là tốt. Các bạn nhận ra được nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân ở các lĩnh vực mới mẻ khác. Hãy tích cực học hỏi, các bạn sẽ bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Bên cạnh đó, con giáp này cũng may mắn đấy là sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, quý vị cũng sẽ gặp được nhiều cái cát tinh thuận lợi. Vậy nên quý vị cũng không phải lo lắng về cái vấn đề về tài chính. Nhất là những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì các bạn sẽ được nhiều khách hàng ủng hộ, nên là túi tiền nó cũng sẽ đổ về liên tục. Đặc biệt sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, những người tuổi Hợi nói chung cũng sẽ có một cái khoảng thời gian khá là thuận lợi khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vì vậy, nếu mà đang ấp ủ những cái gì thì các bạn có thể mạnh dạn tiến hành ngay trong khoảng thời gian này. Có thể các bạn sẽ thu về những cái kết quả cực kỳ là khả quan. Bên cạnh đó, trên phương diện sự nghiệp của các bạn thì các bạn cũng sẽ thể hiện được cái khả năng nhìn xa trông rộng của mình, nên là có thể đưa ra những cái quyết định chính xác, đồng thời cũng có thể bình tĩnh để đối diện với những cái khó khăn, từ đó tìm ra cách giải quyết phù hợp. Thì ngoài ra, các bạn còn thể hiện được cái khả năng lãnh đạo, giúp đỡ mọi người xung quanh tiến về phía trước. Nhờ vậy mà cái vận trình tài chính của những người tuổi Hợi cũng có nhiều cái điều kiện khởi sắc hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Những cái thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho các bạn một cái nguồn thu nhập dồi dào dư giả hơn trước. Với những người làm kinh tế thì các bạn luôn đi trước đối thủ một bước, nên là cũng sẽ đón đầu được cái xu thế của thị trường và đồng tiền cũng chảy về túi một ngày một nhiều hơn. Trên phương diện tình duyên của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng khá là tốt. Nói chung ấy, trong thời gian này các bạn cũng có thể là có được những cái vận may nhất định đối với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì những người tuổi Sửu được nhiều cát tinh nó trợ lực, nên con đường tài lộc của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng cực kỳ là rực rỡ. Đây là cái thời điểm thích hợp để tiến hành đầu tư làm ăn. Vì vậy, các bạn nên tin tưởng vào cái khả năng nhìn nhận, đánh giá cơ hội của bản thân. Với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên mọi sự diễn ra vô cùng là thuận lợi. Các kế hoạch mà bạn chủ động đề xuất đều được cấp trên phê duyệt và đặt kỳ vọng cao. Thời điểm này cũng là cái thời điểm nghỉ lễ. Các bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho những cái người thân yêu của mình. Sau những giây phút thảnh thơi bên cạnh người thân thì các bạn sẽ tìm lại được những cái sức mạnh của mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì bản mệnh sẽ đạt được những cái bước tiến mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc trong khoảng thời gian là sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Công sức mà các bạn bỏ ra từ bấy lâu nay cũng được đền đáp một cách xứng đáng, khiến cho các bạn có thêm nhiều cái động lực hơn để mà cống hiến. Bên cạnh đó, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa. Vậy nên nó cho thấy các bạn bắt tay vào công việc gì thì cũng được thuận lợi một cách bất ngờ. Cấp trên tin tưởng, sẵn sàng giao cho các bạn những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Với những người mà phải tham gia thi cử, học hành, chỉ cần các bạn nghiêm túc và tập trung thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng.
khiến cho mọi người xung quanh mình phải nể phục. Những người làm ăn kinh doanh khi mà xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với khách hàng và đối tác thì sẽ khiến cho gì lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người. Nói chung ấy, đây cũng là cái thời điểm để ký kết hợp đồng và mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn. Tất nhiên là khi tiếp xúc với lĩnh vực mới, con người mới hay là một cái môi trường mới thì không tránh khỏi những cái vất vả, xong các bạn cũng nhận được những cái sự trợ giúp của mọi người xung quanh, nên là lời lãi cũng sẽ thu về đầy tay. Không những vậy, trên phương diện tình duyên cũng đem đến cho bản mệnh nhiều cái tin vui tích cực. Những cái thành tích xuất sắc khiến cho các bạn trở nên nổi bật hơn trong mắt của những người khác giới. Sẽ có nhiều người chủ động làm quen với các bạn. Hãy tự tin trò chuyện với mọi người, biết đâu các bạn sẽ gặp được những người phù hợp với mình. Với những người độc thân, khuyên các bạn nên ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Có thể trong quá trình đó các bạn cũng sẽ tìm được những người có tâm hồn đồng điệu với mình các bạn nhé. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì không ai khác, đó chính là những chú hổ, những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, xin được chúc mừng những người tuổi Dần là con giáp may mắn trong cái thời gian sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Mọi công việc của các bạn bắt tay vào đều có những cái bước tiến triển khá là tốt đẹp. Một phần là do các bạn không ngừng cố gắng, một phần là nhờ được quý nhân hỗ trợ khá nhiều. Trải qua những cái khó khăn và những cái vướng mắc, các bạn đã rèn luyện được cái khả năng ứng biến linh hoạt và hiệu quả, đồng thời cũng phát hiện ra được cái năng lực tiềm ẩn của bản thân. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc ở cái thời điểm này nó cũng tương đối là ổn định, khi mà các bạn biết cân đối cái thu chi. Còn nếu như mà muốn kiếm được nhiều hơn ấy, cho mình ấy, thì các bạn có thể phải cân nhắc đến cái công việc làm thêm một cái công việc nữa. Thưa quý vị, nói chung sau cái thời gian ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì những người tuổi Dần sẽ trải qua một cái khoảng thời gian khá là thuận lợi. Các bạn chú ý đến cái cách đối nhân xử thế, có cách nói năng và hành xử khéo léo thì sẽ cũng sẽ được lòng người, làm việc gì cũng được suôn sẻ và thuận lợi hơn. Thêm nữa, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, đâm ra là đây cũng là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh phát huy cái sự nghiệp của mình. Các bạn hãy cứ chăm chỉ cống hiến, đừng có ngại nhận thêm cái nhiệm vụ mới để mà rèn luyện cái bản năng của bản thân và khẳng định cái bản lĩnh của mình. Rồi thì các bạn cũng sẽ ghi điểm trong mắt của ban lãnh đạo, thậm chí là có cơ hội được thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của quý vị cũng sẽ có những cái bước phát triển mạnh mẽ và các bạn cũng sẽ đưa ra được những cái quyết sách đúng đắn chính xác, nên là mọi việc nó tiến triển được thuận lợi suôn sẻ hơn. Vậy nên các bạn hãy tạo dựng cái lòng tin cho đối tác và cho khách hàng. Dần dần thì các bạn cũng sẽ khẳng định được cái chỗ đứng của mình trên thị trường. Khách hàng thì ngày càng một đông đúc, tiền vào túi ngày một nhiều hơn. Tiếc rằng trong thời gian này, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Dần cũng không được suôn sẻ như mong muốn. Những người độc thân cần phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ, chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Trong khi đó, những người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới. Các bạn gặt hái được thành tích cao nên là dễ nổi bật trước đám đông. Vì vậy, quý vị cũng cần phải hết sức chú ý các bạn nhé. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của các cặp đôi thì cũng tiến triển thuận lợi. Cả hai đều rất là nghiêm túc và có trách nhiệm với đối phương. Nếu mà tình cảm đã chín mùi rồi ấy, thì các bạn có thể suy nghĩ đến cái chuyện là tiến xa hơn nữa các bạn nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay ấy, sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch thì cái vận đào hoa của những người tuổi Mùi khá là vượng. Những người độc thân thì sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ được những người khác phái. Chỉ vừa mới trò chuyện thôi thì các bạn đã có thể là nhận thấy được cái sự đồng điệu của hai bên.
Trong thời gian này với các cặp đôi thì hai bạn đã biết cách hóa giải những cái hiểu lầm, giải quyết những cái mâu thuẫn còn tồn đọng từ trước đó và tìm lại cái sự bình yên ở bên nhau. Trải qua sóng gió thì hai bạn mới càng thấy trân trọng nhau hơn. Đấy. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Mùi thì duy trì ở cái trạng thái ổn định, dù là vẫn có những cái khó khăn nó xuất hiện, nhưng mà nhờ vào cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình mà các bạn có thể xử lý một cách gọn gàng hơn. Những cố gắng của các bạn cũng đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và tạo ra những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Thì đây cũng là cái tín hiệu tích cực cho những cái công sức mà các bạn đã bỏ ra từ trước. Thưa quý vị, nói chung trong thời gian này thì các phương diện của cuộc sống của những người tuổi Mùi đều có những cái bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải sẵn sàng ứng phó với các tình huống nó xảy ra. Thắng không kêu, bại mà không nản. Như vậy thì mới có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Nói chung ấy, trên phương diện sự nghiệp do có được cái lưu niên nó hỗ trợ, nó chiếu mệnh, mà các bạn đã biết tập trung vào công việc của mình, tinh thần trách nhiệm cao, khiến cho các bạn không còn trốn tránh những cái nhiệm vụ khó. Nhờ vậy mà cấp trên cũng sẽ giao cho các bạn những cái công việc khó để các bạn có thể thể hiện được cái bản lĩnh của bản thân. Nói chung ấy, công việc hanh thông. Vậy nên là cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán trong thời gian này nó cũng được khởi sắc, tuy hơi vất vả một chút nhưng mà nó cũng thu lại cho những người tuổi Mùi ấy nhiều cái cơ hội được gia tăng thêm cái mối quan hệ cũng như là thu hút được cái tiền bạc đến với mình. Các bạn hãy luôn nhớ nhé, giữ chữ tín cho mình. Như vậy thì các bạn sẽ nhanh chóng tạo dựng được cái lòng tin với mọi người, khiến cho công việc kinh doanh buôn bán nó tiến triển được thuận lợi hơn, tạo đà phát triển cho tương lai. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.